Em chào anh. Chào bạn. Chẳng mấy khi trong ghế nhà tôm thế này. Em mời anh. Mời anh ạ. Em có trà Long Tĩnh, San Tuyết, Phổ Nhĩ. Không biết anh tính dùng là nào. San Tuyết đi. Dạ được. Cậu chuẩn bị cho tôi ấm trà. Dạ. Em mời anh. Bà này. Dạ. Ai đấy? Dạo này anh uống rượu nhiều không nhận ra sếp Giang à? Tôi hỏi người đi cùng Như Ý cơ. À, là đối tác mà sếp Giang đang rất quan tâm. Thảo nào Như Ý cứ bám giết như vậy. Bố cô ấy đấy.